chào tất cả các bạn. Tôi là Văn Viria, huấn luyện viên yoga. Hôm nay mời các bạn cùng tôi tập bài yoga cardio giúp chúng ta đốt mỡ toàn thân và làm nóng người rất nhanh. Rồi mời các bạn chúng ta cùng khởi động. Trước hết mình khởi động đầu cổ, thở ra hết hạ cằm cổ xuống, hít vươn lên thật cao, thở hạ. Hai, hít lên, thở hạ. Ba, hít lên, thở hạ. Bốn, hít lên, thở hạ. Một lần cuối, hít lên và thở hạ. Thôi, hít lên thở. Thở, nghiêng đầu sang phải. Hít nghiêng trái, thở nghiêng phải, hít trái, thở phải, hít trái, thở phải. Bốn, hít trái, thở phải. Lần nữa hít trái và thở phải. Thôi, hít đầu về thẳng, thở xoay phải nhìn ra sau, hít xoay trái, thở xoay phải, hít trái, thở phải, hít trái, thở phải. Một lần nữa hít trái và thở phải. Thôi, hít xoay đầu cổ về trước, thở chuyển xoay tròn đầu cổ, di chuyển thật căng, giãn hết cơ vùng vai cổ gáy, giãn cả các đốt sống cổ, lưng vẫn giữ thẳng, bụng chắc, ngực vươn. Hít thật sâu, thở thật chậm qua mũi, chuyển xoay ngược lại. Nếu chóng mặt không cần ngả sau quá nhiều. Hít sâu, thở chậm. Thôi, về thẳng, chuyển đang các ngón tay lại, xoay cổ tay. Hôm nay mình sẽ tập toàn thân, tay, vai, bụng, đùi, mông. Xoay ngược lại, cho nếu cổ tay ai yếu, mình hãy băng cổ tay lại giống như tôi, để đảm bảo an toàn cho cổ tay. Duỗi tay phải phía trước, tay trái đặt mu bàn tay kéo gập cổ tay phải xuống. Ngược lại, để ngón tay kéo gập lên trên, mu bàn tay kéo gập xuống, ngón tay kéo lên, lần nữa gập xuống và kéo lên. Đổi tay trái, đặt mu bàn tay kéo gập xuống, ngón tay kéo lên, gập xuống, kéo lên, gập xuống và kéo lên. Thôi, chuyển đặt hai tay lên đỉnh vai, mình xoay vai từ ngoài vào trong. Hít sâu, thở chậm. Chuyển xoay ngược lại, thẳng lưng, vươn ngực và giữ chắc bụng. Thôi, buông tay, tay phải đặt sang bên phải. Hít vươn tay trái, thở nghiêng sang phải, giữ thật căng, mông chắc xuống sàn. Hít lên hai tay ngang vai, thở nghiêng trái, căng eo đùi. Hít lên thở, thở nghiêng phải. Hít lên thở, thở nghiêng trái. Một lần nữa hít lên thở, thở nghiêng phải, trùng nhiều khuỷu tay phải chạm xuống thảm nếu có thể,
giãn căng eo lười, mắt nhìn theo tay trên. Hít lên thẳng, thở nghiêng trái, hạ cùng trọt xuống thẳng nếu có thể. Hít sâu, thở chậm. Thôi hít lên thẳng, thở chuyển xoay vặn người qua phải, người về sau. Một tay ấn gối xuống, một tay chống phía sau. Hít xoay trước tay ngang vai, thở vặn bên trái. Đẩy cao hơn nữa, thoát nhiều vùng vào. Hít xoay trước, thở vặn phải. Hít xoay trước, thở vặn trái. Hít xoay trước, thở vặn phải giữ một chút. Nhìn được người phía sau mình, vặn xoắn cuộc sống. Thôi hít xoay trước, thở vặn trái. Thôi hít xoay trước, thở chuyển chống bàn tay xuống hạ, quỳ gối. Nhớ xòe rộng các ngón tay, khớp vai thẳng khớp cổ tay, chắc bàn tay. Duỗi thẳng chân phải về sau, giữ chắc mông đồ. Hít nâng chân phải lên, nếu có thể gập cổ chân, siết đùi lại. Thở nâng hết tay trái, thẳng lưng, chắc bụng, thăng bằng. Mình di chuyển, hít sâu, thở co gối chạm khử gạch, thăng lưng thoát bụng. Hai, hít thẳng chân lại, thở co gối chạm khử. Ba, hít thẳng, thở. Bốn, hít thẳng, thở. Năm, hít thẳng, thở. Sáu, hít thẳng, thở. Bảy, hít thẳng, thở. Lần cuối hít thẳng giữ nguyên, tay vòng ra sau, co gối bắt lấy ngón chân. Hít vươn ngược lên, thở, căng giãn hết người lại. Hít sâu, thở chậm. Hít sâu, thở thôi, buông tay, hạ chân. Đổi bên, duỗi thẳng chân trái, siết chắc đùi mông. Hít nâng chân lên, thở nâng tiếp tay phải. Di chuyển, hít sâu, thở qua gối chạm khử. Hai, hít thẳng, thở. Ba, hít, thở. Bốn, hít, thở. Năm, hít, thở. Sáu, hít, thở. Bảy, hít, thở. Lần cuối hít và giữ ở đây, tay vòng ra sau, co gối bắt ngón chân. Hít nâng ngực lên, thở nâng đùi, giãn lăn người lại. Hít sâu, thở chậm. Hít vào, thở thôi, buông tay hạ chân. Tiếp tục, nâng mông lên chống mặt, thả lỏng đầu gối. Hít sâu, thở chậm. Thật chắc bàn tay, nếu căng thì mình hãy co nhẹ gối lại. Hít sâu, thở chậm. Tiếp tục chuyển động cuộc sống. Lên tư thế tấm ván, chườn người lên, lưng thật chắc, duỗi thẳng gang chân tay, siết chắc tay vai bụng đùi. Co gối lại, hít đẩy hông lên chống mặt, thả lỏng đầu gối. Chườn về phía trước, tấm ván, thập chắc người vào, hít sâu, thở co gối lên chống mặt. Hít về tấm ván, thở chống mặt, đẩy cao hơn lên. Một lần cuối,
người nhẹ chân lên cạnh hai tay, gập người phía trước thả lỏng hơn nữa, hai bàn tay ôm lấy hai khuỷu tay đặt đầu ở giữa, lắc lắc đầu thư giãn, hít sâu thở trầm, hít sâu thở trầm, chống tay xuống thả, hít nâng nửa người giãn lưng ra, thở gập thêm một lần nữa, hít đứng lên vươn tay và sọ, thở gập người phía trước, chống tay, hít lùi hai chân ra sau chuyển bóng ván, hạ chaturanga bằng cách hạ gối, ngực hạ gần chân hẳn thôi và giữ lại. Nếu ai có thể giữ thẳng chân chaturanga, còn không chúng ta hạ gối hoặc hạ cả ngực cằm xuống, hít trường rắn hổ mang, chậm rãi vươn ngực vươn cằm nhìn thẳng phía trước, co nhẹ cổ trọng, bụng chắc mông đùi chắc vào, thở nâng hông lên chống mặt, giữ ở đây hít sâu thở chậm, hãy thở bằng hơi thở sóng biển cùng cháy, hít sâu thở chậm, hít vào thở ra, hít co gối kiếm gót thở nhẹ nhẹ lên, hít vươn đầu về phía trước, thở gập người sâu hơn nữa, hít đứng thẳng lên vươn tay đạp sọ, thở lại vươn người được chưa? Nếu có thể hãy thẳng gối ra thả lỏng, hít sâu thở chậm chân tôi đang gặp hoặc lùi hai chân ra sau tấm ván, hạ gối chaturanga một nửa, hoặc những ai yếu hơn hãy hạ cả ngực cằm, hít trường rắn hổ mao, thở nâng hông chống mặt, giữ lại hít sâu thở chậm, hít sâu thở chậm, hít co gối kiếm gót thở nhẹ nhẹ lên, hít nâng nửa người giãn lưng, thở gập phía trước, hít đứng lên vươn tay là sọ, thở lại vươn tay như người gập trước, hít chân lên là hoặc đùi chân gập ván, thở hạ chân lên ra một nửa, hít trường rắn hổ mang, thở chống mặt duỗi hết người ra, giữ hít sâu thở chậm, hít sâu thở chậm, hít co gối kiếm gót thở nhẹ nhẹ lên, hít nâng ngửa người thở áp sát người gần trước, hít đứng dậy vươn tay ngả sỏ, thở một lần nữa gập xuống, hít lùi chân tấm ván, thở chaturanga chắc tay dài, hít trường rắn hổ mang, thở chấu mặt, hít sâu thở chậm, hít sâu thở chậm, hít vào thở ra hết, hít kiếm gót trùng gối thở nhẹ nhẹ lên, hít vươn người giãn lưng, thở ép sát người vào trần, trùng gối hạ mông xuống mình chuẩn bị chiếc ghế, cố định chân, hít vươn người một góc 45 độ, tay ngang phần tai, mình giữ chắc bụng thẳng luôn, mông hơi hướng xuống, hít sâu nhìn thẳng về trước, thở chậm, hít sâu
vừa được vào gót chân, mông đùi săn chắc lại. Hít sâu, thở chậm. Hít vào, thở bằng người về trước. Hít chặt lần nào, tấm ván. Thở ra chặt lần nào. Hít chân rắn hổ mang. Thở nâng ngơ trở lúc lại. Hít sâu, thở chậm. Chân phải siết chắc, nâng lên cao, gập cổ chân. Thở co gối, kéo gối về phía ngực, đổ gối về phía trước. Hít lại nâng chân lên. Thở bước chân phải lên cạnh bàn tay phải, đứng cao. Hít chậm rãi vươn tay lên. Giữ ở đây, thẳng lưng, vươn ngực, giữ chắc bụng, hít sâu. Thở chậm. Hít sâu. Thở chậm. Hít vào, thôi hạ tay, rút chân phải về sau, tấm ván. Thở hạ cho cương ạ. Hít trườn rắn hổ mang. Thở nâng hông chống mặt. Hít đạp chân trái lên, siết chắc. Thở co gối ép về ngực. Hít đạp chân trái lên. Thở bước chân lên cạnh bàn tay trái. Chắc chân. Hít vươn tay, vươn người lên, ấn cao. Hít sâu. Thở chậm. Hít sâu. Thở chậm. Hít vào. Thở thôi, chống tay, rút chân về tấm ván. Thở hạ chakra. Hít trường rắn hổ bàn. Thở nâng hông chống mặt. Giữ hít sâu. Thở chậm thoát nhiều bụng vào. Giãn cao nhất lưng ra. Hít sâu. Thở chậm. Hít co gối kiểu gót. Thở nhảy nhẹ lên. Hít nâng ngửa người giãn ngực. Thở gập trước. Ghế. Hít vào, trùng gối, nâng người lên. Bây giờ mình giữ cố định chân ở đây, sẽ di chuyển người và tay. Hít vào, thở hạ tay đưa ra phía sau, người vươn song song được xả. Lần hai, hít vươn lên ghế. Thở hạ người, hạ tay. Hít vươn lên. Thở vào trước. Hít lưng tấm ván. Thở hạ chaturanga. Hít trường rắn hổ mang. Thở nâng hông chống mặt. Hít nâng chân phải lên trời, siết chắc lại. Thở co gối, kéo về ngực. Hít nâng chân phải lên. Thở bước bên cạnh bàn tay phải, đứng cao. Chắc chân. Hít nâng người, vươn tay lên. Giữ hít sâu. Thở chậm. Hít sâu. Thở chậm. Bây giờ mình sẽ di chuyển, cố định chân. Hít vươn người, một góc 45 độ về phía trước. Hạ tay đưa ra sau. Cố định chân, hít vươn người, vươn tay lên. Thở hạ người, hạ tay. Chống bàn tay, rút chân phải về tấm ván. Thở hạ chaturanga. Hít trường rắn hổ mang. Thở nâng hông chống mặt. Hít nâng chân trái lên. Thở co gối kéo về ngực. Hít nâng chân trái. Thở bước bên cạnh bàn tay trái. Cố định chân. Gối vuông góc. Hít vươn tay lên. Tấn
ấn vào, hít sâu, thở chậm, vươn ngực hít căng vào, thở chắc bụng, lần nữa hít vào, thở ra. Mình di chuyển cố định chân, hít bao người có năng độ hạ này, thở ra, hít lên lần nữa, thở hạ, hít lên, chắc chân, thở ra chống vai, rút chân trái về tấm ván, thở hạ chaturanga, hít chân rắn hổ mang, thở trống mà giữ hít sâu, thở chậm, đẩy lao mông lên, chắc tay vai chân, hít sâu, thở chậm, hít kiếm gót trùng gối, thở nhẹ nhẹ lên, hít nâng nửa người giãn lại, thở vào trước. Ghế, hít vào trùng gối lên ghế lại một, thở hạ người hạ tay, hai hít lên ghế lần hai, thở giữ chắc bụng hạ, ba hít lên ghế, thở hạ, lần nữa hít lên ghế, thở gập người phía trước, thả lỏng bụng cổ. Hít tấm ván, thở hạ chaturanga, hít rắn hổ mang, thở nâng hông chống mặt, hít nâng chân dài lên, thở co gối kéo về ngực, hít nâng chân phải, thở bước lên cạnh bàn tay phải, chắc chân, hít vươn hai tay lên tấn cao, giữ hít sâu, thở chậm, hít sâu, thở chậm, di chuyển, hít ba người phía trước, thở hạ tay ra sau, hít lại vươn lên, thở hạ, giữ thật chắc bụng, ba hít lên, thở hạ. Lần nữa hít lên, thở hạ, chống tay rút chân về tấm ván, thở hạ chaturanga, hít trường rắn hổ mang, thở nâng hông chống mặt, hít nâng chân trái lên trời, thở co gối kéo về ngực, hít nâng chân trái, thở bước lên cạnh bàn tay trái, chắp chân, hít vươn tay lên, giữ hít sâu, thở chậm, mình di chuyển hít vào, thở ra người trước hạ tay, hai hít vươn lên, thở hạ, ba hít lên, thở hạ, bốn hít lên, thở hạ chống vai, rút chân trái về sau tấm ván, thở hạ chaturanga, hít trường rắn hổ mang, thở nâng hông chống mặt, giữ lại hít sâu, thở chậm, hít sâu, thở dài, hít sâu, thở ra hết, hít kiếm chân co gối, thở nhẹ nhẹ lên, hít nâng ngửa người giãn lưng, thở tập sâu phía trước, ghế, hít lên ghế lại một, thở cố định chân hạ người hạ này. Hai hít lên ghế, thở hạ chắc bụng vào, ba hít lên ghế, thở hạ
Hở hàm là người phía trước, thả lỏng đầu cổ, hít lùi tấm ván. Thở hạ chaturanga, hít trường rắn cổ vào. Thở nâng hông chéo út mặt, hít nâng chân phải lên trời, siết chắc. Thở co gối kéo về ngực, hít nâng chân phải. Thở bước lên cạnh bàn tay phải, cấm gà, chắc chân. Hít vươn hai tay lên, thở vươn người hạ này. Hít vươn người vươn tay lên, thở ra trước hạ tay chắc mùi vào. Ba hít vươn lên, thở hạ. Bốn hít vươn lên, thở hạ. Lần cuối hít vươn lên, giữ ở đây, hít sâu, thở chậm, nâng cao ống ngực lên, hít căng lồng ngực, thở hơi chống hai bàn tay, rút chân để tấm ván, hít sâu, thở hạ chaturanga, hít trường rắn cổ vào, thở nâng hông chống mặt. Hít nâng chân trái lên trời, thở co gối ép về ngực. Hít nâng chân trái lên, thở bước lên cạnh bàn tay trái, chắc gối chắc chân. Hít vươn hai tay lên thật cao, thở vươn người hạ tay. Hai hít vươn lên, thở hạ. Ba hít lên, thở hạ. Bốn hít lên, thở hạ. Lần nữa hít lên và dừng lại. Hít sâu, thở chậm. Hít sâu, thở chậm. Hít vào, thở chống tay rút chân về tấm ván. Thở hạ chaturanga, hít trườn rắn cổ vào. Thở nâng hông chống mặt, giữ hít sâu, thở chậm. Hít vào, thở ra, hít sâu, thở chậm. Hít vào, thở ra. Hít co gối kiếm gót, thở nhảy nhẽ lên. Hít nâng ngửa người giãn lưng, thở ép sát người vào trần, thả lỏng đầu cổ. Hít đứng dậy vươn tay hạ sọ, thở vươn gập người về trước. Hít nhảy chân ra gạt, thở vươn lên rắn cổ vào. Xin lỗi, hít vào, thở nâng lên chống mặt. Hít sâu, thở chậm. Chiến binh một, xoay chéo bàn chân trái xuống năm độ, bước chân phải lên cạnh bàn tay phải, gối phải vươn góc, chắc chân. Hít vươn thẳng hai tay lên trời, hai chân đều chắc, thẳng lưng vươn ngực. Hít sâu, thở chậm. Hít sâu, thở chậm. Hít vào, thở ra. Mình sẽ chuyển 92, di chuyển bàn chân trái, bước sang phải để thẳng hàng chân phải, hạ tay ngang tầm vai, thẳng người mắt nhìn theo tay phải. Hãy đảm bảo gối phải vươn góc. Hít sâu, nhấn nhiều cạnh ngoài của chân trái, thở chậm. Hít sâu, thở chậm. Mình di chuyển
Hít thẳng gối phải, nâng hai tay lên. Thở chung gối, hạ tay ngang tầm ba. Hít nâng thẳng lên. Thở hạ. Ba, hít lên. Thở hạ. Bốn, hít lên. Thở hạ. Lần nữa hít lên. Thở hạ xuống ở đây. Chiến binh hít sâu. Thở chậm. Hít sâu. Thở chậm. Chiến binh đảo. Hạ tay trái xuống đùi sau. Hít vươn tay phải và sau nhìn theo ngón tay. Vươn ức ngực hít sâu. Thở chậm. Hít sâu. Thở chậm. Mình sẽ chuyển góc xương một bên. Hít qua gối phải, đặt lên trên, qua cùi chỏ phải đặt lên trên gối phải. Tay trái áp sát tay. Nhìn theo tay trái, hít sâu. Thở chậm. Hít sâu. Thở chậm. Nếu có thể đặt bàn tay phải ra bên ngoài bàn chân phải. Căng hơn nữa. Hít sâu. Thở chậm. Mình sẽ di chuyển. Hít nâng người chiến binh đảo. Thở hạ góc hơn một bề. Hai, hít lên chiến binh đảo. Thở góc vườn. Ba, hít lên chiến binh đảo. Thở hạ góc vườn. Chắp đùi vào. Bốn, hít lên. Thở hạ. Một lần nữa hít lên. Thở hạ. Thôi chống bàn tay trái. Rút chân phải về sau tấm ván. Thở hạ chaturanga. Hít trường rắn hổ mang. Thở nâng hông lên chống mặt. Giữ lại hít sâu. Thở chậm. Hít sâu. Thở thật thà lòng bầu bổ. Hít sâu. Thở chậm. Đổi bên. Chiến binh một xoay chéo bàn chân phải. Bước chân trái lên gạch bàn tay trái. Chắp chân gối vuông góc. Hít vươn hai tay lên trời. Giữ hít sâu. Thở chậm. Cạnh ngoài là chân phải đứng thật chắc. Hai đùi đều chắc. Vươn cao ngưỡng ngực hít sâu. Thở dài. Hít vào. Thở ra. Mình sẽ chuyển chiến binh hai. Chân phải. Bước một bước. Để thẳng hàng với chân trái. Mũi chân vuông góc với chiều dài của thẳng. Hạ tay. Đang đầu vai, mắt nhìn theo tay trái. Hít sâu. Thở chậm. Hít sâu. Thở chậm. Mình di chuyển. Hít thẳng gối trái, đưa tay lên trời. Thở chung gối hạ tay. Hai, hít vươn lên. Thở hạ. Ba, hít lên. Thở hạ. Bốn, hít lên. Thở hạ. Lần nữa hít lên. Thở hạ giống chiến binh hai. Hít sâu. Thở chậm. Hít vào. Thở ra. Chiến binh đảo. Hạ tay phải xuống đùi sau. Hít vươn tay trái hạ sau. Căng ngực ngực. Nếu có thể thì như vậy. Hít sâu. Thở chậm. Hít sâu. Thở chậm. Góc vươn một bên. Hạ cùi chỏ trái. Đặt lên trên gối trái. Vươn tay phải áp sát tay. Nhìn theo tay trên. Hít sâu. Thở dài ra. Hít sâu. Thở chậm. Đặt bàn tay trái
bên ngoài và chân trái. Căng hơn, hít sâu, thở chậm, hít sâu, thở chậm, di chuyển, hít mang người lên chiến binh đạp. Thở thả góc lưng một bên, hít lên chiến binh đạp. Thở góc lưng một bên, ba hít lên, thở thả, bốn hít lên, thở thả, một lần nữa hít lên, thở thả, chống tay thả xuống, rút chân trái về tấm đán, thở hạ chaturanga, hít trường rắn cổ mang, thở nâng hông chống mặt, giữ hít sâu, thở chậm, hít sâu, thở chậm, hít nâng chân phải lên trời, thở qua gối ép về ngực, hít nâng chân lên, thở qua gối đặt gối giữa hai bàn tay chuyển chim bồ câu, đặt đùi trái úp mu bàn chân trái, người xoay thẳng về phía trước. Mình có thể đặt gót càng gần người thì càng dễ, ai có thể đặt được vuông góc với chiều dài của thẳng nó sẽ căng thông hơn. Hít vươn tay lên trời, thở gối dài người về trước, giãn ra người, chống bàn tay, chống khuỷu tay, ai tốt hơn hạ trán thả lỏng, hông trái mình úp nhiều xuống và hạ gần chạm thẳng, hít sâu, thở chậm, hít sâu, thở chậm, chống tay hít nâng người lên, đưa tay, thở hạ tay đặt về gối. Một vài biến thể của chim bồ câu, nhớ đặt đúng toàn bộ đùi trái xuống thẳng, co gối trái lại, tay trái cầm lấy ngón chân, tay phải vươn lên, chim bồ câu hít sâu, thở chậm, hít sâu, thở chậm, nâng cao hơn nữa, di chuyển đúng mu bàn chân trái đặt vào khuỷu tay trái. Nếu ai không thể thì giữ nguyên, vươn tay phải qua đầu với các ngón tay đều nhau, đan ngón tay, tay không tìm vào đầu, vươn ước ngược lên, vươn cằm lên, hít sâu. Động tác này cần mở ngực, vươn nhiều cột sống lên, không bị ép vào vùng thắt lưng, hít sâu, thở chậm. Thôi hít thả lỏng, buông tay ra, chậm rãi, hạ tay, chống tay, rút đuôi chân phải về tấm đán, hạ chaturanga, hít trường rắn cổ mang, thở nâng hông chống mặt, đổi lên, hít nâng chân trái, thở kéo gối ép về ngực, hít lại nâng chân trái lên, thở qua gối đặt gối giữa hai bàn chân và bàn tay, đặt đùi phải xuống, úp hông, duỗi mũi chân phải, nếu có thể thì mình đặt cẳng chân vuông góc với chiều dài của thẳng, hít vươn tay lên trời, thở với dàn người và trước, gập theo khả năng của mình, căng ở đâu mình giữ lại ở đó, không cần gập quá sâu. Hít sâu, thở chậm, thả lỏng đầu gối. Hít sâu, thở chậm, ép nhiều hông phải gần chạm thẳng. Hít sâu, căng giãn hết hông bên trái.
thở chậm, một hơi nữa hít vào, thở thôi, chống tay nâng người lên, hít nguyên tay ra trời, thở hạ tay hạ xuống chân, biến thể, thu bớt cái bắp chân trái về phía người của mình nó sẽ dễ hơn, co gối phải, tay phải áp lên móng chân, hít nguyên tay trái lên trung bộ cơ, nâng cao hơn một bậc. Hít sâu, thở chậm. Hít sâu, thở chậm. Nâng cao hơn, di chuyển mu bàn chân về phía khuỷu tay. Tay trái nâng cao đặt sau đầu, với các ngón tay đang đặt dướn căng ngực. Hít sâu, thở chậm. Hít sâu, thở chậm. Lần nữa hít vào, thở thôi, thả lỏng, chống bàn tay, rút chân trái về đúng đắn, hít vào, thở hạ chaturanga, hít trường dáng hổ mang, thở nâng hông chống mặt, hít co gối nhẹ nhẹ lên. Thở đặt mông ngồi xuống, áp hai lòng bàn chân vào nhau, đan các ngón tay ôm ngoài các ngón chân, mình gặp người phía trước, hít vươn ngực cầm lên, thở gặp người vươn dài và gặp xuống, hai cùi chỏ ép sát vào người, căng ở đâu giữ ở đấy, thoát bụng lại, hít sâu. Thở chậm, hít sâu, thở chậm, hít sâu, thở chậm. Thôi hít lại vươn người ngồi dậy, thở duỗi thẳng hai chân, khép sát hai chân, nhấn gót dựng mũi chân, di chuyển mông để nắm chắc xương ngồi. Gập trước, hít vươn tay lên. Thở gập từ hông gập xuống, chắc đùi, chắc mông, tay đặt vào các ngón chân, mắt nhìn ngón chân là được. Thở bộ vươn dài lưng về phía trước, hít sâu, thở chậm, hít sâu, thở chậm, hít sâu, thở chậm. Hít sâu, thở thôi, hít lại đưa người vươn tay lên, thở buông lỏng hạ tay, co gối nằm xuống, lăn lưng một vài lần, tay mình sẽ đặt sau đùi, lăn lưng, mềm lưng, chuỗi cuối cùng, cái cầy, cây nến, cái cầu của bánh xe. Khi nào đủ đà rồi, lấn tay xuống thảm, hít nâng chân qua đầu, cái cầu. Đan tay đặt ở dưới thảm, hoặc chống chắc vào cột sống, thoát bộ, lực đang dồn vào tay vào vai, hít sâu, thở chậm. Hít sâu, thở giãn hết người ra, từ gót chân đến tận cổ gáy đều được kéo giãn. Hít sâu, thở chậm, nến, hít nâng chân lên trời, giữ chắc tay vào cuộc sống, bàn tay càng xuống gần dưới phía lưng là tốt. Thả lòng chân, xoay cổ chân, xoay ngược lại, một chân lên một chân xuống, di chuyển liên tục, thả lỏng chân ra, bụng chắc là được. Hít sâu, thở chậm, chuyển tách rộng hai chân rồi khép lại. Hít sâu,
thở chậm. Về lại cây nến, co một gối giữ cố định ở đây, co gối kia đồng thời hạ hông để về cái cẩy, tay giữ chắc. Đặt được hai bàn chân đứng thẳng rồi, chậm rãi rút tay ra, duỗi thẳng tay, ngón tay sờ được gót chân để chuẩn bị cho bánh xe. Nếu ai chưa lên được bánh xe thì giữ nguyên được cây cầu, di chuyển bàn tay đặt ngang tay, ngón tay hướng về phía chân, nhấn lòng bàn tay thật chắc, hít lấy hơi đã, thở đứng chắc tay nâng người lên, dồn nhiều lực vào cái này, nhìn xuống hạ để thả lỏng đầu cổ. Mình hơi phép lùi lại một chút, hít sâu, thở giãn cong lên người là hít vào, thở ra, hít sâu, thở thôi, chậm rãi hạ đầu xuống, hạ hồng, ôm hai gối về ngực, giãn lực, hít sâu, thở chậm, hít sâu, thở chậm, giữ nguyên gối phải, chân trái duỗi ra hạ xuống hẳn. Mình sẽ vặn xoắn, hít vào, thở nghiêng người sang trái, tay trái đặt trên gối phải, co gối trái, tay phải bắt lấy ngón chân, xoay người vặn vào sau, nhắm mắt thư giãn, hít sâu, vặn nhẹ nhàng, thở chậm, hít sâu, thở chậm, hít sâu, thở chậm, thôi hít co gối lại trở về, thở hạ chân, đổi bên hít co gối trái về ngực, thở nghiêng sang phải, tay trái bắt lấy ngón chân phải, xoay người nhìn về sau, tư thế con cua vặn người thư giãn, hít sâu, thở chậm, hít sâu, thở chậm, hít vào, thở chậm rãi, thôi hít xoay về giữa, thở buông lỏng, mở rộng chân tay một góc 45 độ so với người. Tư thế sát chết Savasana, cố gắng ấn hạ thắt lưng chạm thẳng, hạ cằm để giãn cổ gáy lại, nhắm mắt hít thật sâu, thở dài và chậm, hít sâu, quan sát cơ thể, cảm nhận từ đầu ngón chân cho đến tận đỉnh đầu. Hãy tự nói thầm với chính mình ở trong đầu: tôi đang thư giãn. Tôi thư giãn các đầu ngón chân, bàn chân, cổ chân. Chân tôi thư giãn, tôi thư giãn hai bắp chân, hai gối, hai đùi. Chân tôi thư giãn, tôi thư giãn hai mông và vùng mông. Mông tôi thư giãn, tôi thư giãn thắt lưng, lưng giữa và lưng trên, lưng và cuộc sống của tôi trải dài thư giãn. Tôi thư giãn hai vai, cánh tay,
bàn tay và các ngón tay. Tay vai tôi thư giãn. Tôi thư giãn cổ gáy, đầu và khuôn mặt. Nét mặt khẽ mỉm cười. Vòng trán thư giãn. Não bộ thư giãn. Toàn bộ cơ thể tôi hoàn toàn thư giãn. Nghiêng người sang một bên, chống tay từ từ ngồi dậy. Hãy ngồi khoanh chân, tĩnh tâm một vài hơi thở. Chắp mông, tay thủ ấn đặt trên gối, thẳng lưng, vươn ngực, nhắm mắt lại. Hít thật sâu, thở thật chậm. Hãy hướng tâm trí vào bên trong để quan sát những suy nghĩ. Hãy làm cho những suy nghĩ lắng dịu xuống để thấy được bản chất sâu bên trong con người của chúng ta. Ngay lúc này, ngay tại đây, tôi đang quan sát cơ thể của mình. Tôi hài lòng với cơ thể của tôi. Tôi hạnh phúc với những gì tôi có. Sự bình an đến từ sâu trong tâm trí của tôi. Tôi bình an, tôi hạnh phúc. Thôi từ từ mở mắt, chắp hai tay trước ngực. Di chuyển ngón cái lên giữa hai đầu lông mày. Chúng ta chào nhau. Namaste. Namaste. Cảm ơn tất cả các bạn.